vì sao Hà Nội Fan Club thua tan tác ở AFC Champions League. Những thất bại liên tiếp ở AFC Champions League là hiện thực phũ phàng đánh thẳng vào tham vọng của Hà Nội Fan Club. AFC ra quyết định nghiêm khắc, tuyển Trung Quốc mất vũ khí bí mật cao 1m93 cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên xuất hiện ở vòng bảng AFC Champions League, Hà Nội Fan Club đặt ra mục tiêu đầy hoài bão. Họ quyết tâm vượt qua vòng bảng, hoặc chí ít là tạo nên những màn trình diễn ấn tượng và giành chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, những gì xảy ra trong 3 lượt trận đầu tiên cho thấy giữa ước mơ của Hà Nội Fan Club và hiện thực mà họ trải qua có khoảng cách rất xa. Đương kim Á quân V-League thua 3 trận, chỉ ghi được 3 bàn và thủng lưới tới 12 lần. Trước hết, cần nhấn mạnh rằng đại diện của bóng đá Việt Nam rơi vào bảng đấu quá khó. Pohan Steeler là Á quân AFC Champions League năm 2021 và thường xuyên nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất Hàn Quốc những năm gần đây. Urawa Red Diamond vô địch năm 2022 và đứng thứ 3 trong danh sách những đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu. Đội duy nhất về tên tuổi tạo ra cho các cổ động viên Việt Nam cảm giác có thể thắng là Wuhan Tritao, Trung Quốc. Tuy nhiên, đội bóng này đến từ nền bóng đá có mặt bằng trình độ cao hơn V-League và thực tế cho thấy họ không thua kém quá nhiều so với hai đại diện của Hàn Quốc và Nhật Bản. Xét về thực lực, Hà Nội Fan Club thua cả 3 đội bóng kể trên không phải điều bất ngờ. Màn trình diễn của Nguyễn Văn Quyết và đồng đội trong 3 trận đấu lượt đi vòng bảng không đủ tốt, thậm chí là so với phiên bản tốt nhất của chính họ. Đội bóng thủ đô có những thời điểm không đáng thua và tạo ra cảm giác rằng họ lẽ ra có thể làm tốt hơn thế. Điều đó khiến cổ động viên cảm thấy khó chịu, có chút gì đó ấm ức. Hà Nội Fan Club có vẻ không đánh giá đúng về AFC Champions League và cả chính nội lực của đội bóng. Sự chuẩn bị tưởng như là rất chu đáo, được tính toán từ mùa giải trước của đội bóng thủ đô hóa ra lại chẳng đem đến tác dụng gì. Một trong những thất bại lớn nhất trong quá trình này chính là niềm tin của Hà Nội Fan Club vào nhân tố ngoại. Huấn luyện viên Božidar Bandović không đáp ứng được yêu cầu. Nhà cầm quân người Montenegro không thể tạo ra lối chơi có tính hiệu quả cao cho Hà Nội Fan Club trong cả mùa giải trước và tình hình không được cải thiện hơn khi họ bước ra đấu trường châu Á. Việc đội bóng thủ đô quyết định thay tướng khi mùa giải V-League chưa diễn ra càng chứng minh rằng dự án Bandović được tính toán từ đầu năm đã thất bại hoàn toàn. Nỗi thất vọng mà các ngoại binh Hà Nội Fan Club tạo ra cũng lớn không kém. Đội đương kim Á quân V-League là câu lạc bộ Việt Nam đầu tiên sử dụng tới 6 cầu thủ nước ngoài, đủ suất tối đa cho phép theo điều lệ của AFC. Đương nhiên lực lượng ngoại binh được kỳ vọng là nhân tố chính, giúp Hà Nội Fan Club thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh. Chất lượng cầu thủ ngoại của đội bóng thủ đô có vấn đề không phải là chuyện đến bây giờ mới được nhắc đến. Các cổ động viên Hà Nội Fan Club phải đặt dấu hỏi cho công tác tuyển trạch, trinh sát khi chiêu mộ ngoại binh của đội bóng sau thời của Pape Omafay, Romario Gordon, Moser Oloia và Govan Mano. Trong 2 mùa giải gần nhất, danh sách ngoại binh của Hà Nội Fan Club có Harrison Kayong, Milan Jetovic, Macau, Milan Mujaa, Tonsi Mujan, Josip Ivancic, Duju Rojek, Vladimir Siladi, Lukao, William Henrique. Chỉ 3 người trong số này thực sự tạo ra dấu ấn là Macau, Lukao và Harrison Kayong. Tuy nhiên, Lukao bị đẩy đi từ giữa mùa giải trước. Kayong và Macau sa sút rõ rệt. Ở độ tuổi 32, 33, sự tụt dốc này là điều dễ hiểu. Kayong không còn được đăng ký thi đấu ở V-League mùa này. Những cái tên mới được đưa về cũng để lại nỗi thất vọng. Brandon Wilson chơi không hay hơn nội binh và cũng không có tên trong danh sách đăng ký ở đấu trường trong nước. Damien Letalet đá chính 2 lần, trận nào cũng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Ngoại binh khá khẩm nhất của đội bóng thủ đô là Joey Tager. Tiền đạo này đích thực là điểm sáng trong 2 trận đấu với Pohang Steeler và Urawa Red Diamond. Nhưng anh cũng hóa tội đồ trong trận gần nhất. Tấm thẻ đỏ của Tager ở phút thứ 3 làm phá sản mọi toan tính của Hà Nội Fan Club trước Wuhan Tritao. Chất lượng yếu kém của dàn ngoại binh là điều mà các cổ động viên có thể cảm nhận được ngay cả trong phát biểu của chính cầu thủ Hà Nội Fan Club. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nói sau trận thua Pohang Steeler rằng điểm khác biệt lớn nhất giúp Hà Nội Fan Club chơi tốt lên là đưa những cầu thủ nội chất lượng vào sân. Trong trận đấu đó, huấn luyện viên Bandović dùng 5 quyền thay người để rút 4 ngoại binh ra trong hiệp 2.
việc nhà cầm quân người Montenegro đặt niềm tin vào 6 cầu thủ ngoại. Trong khi có tới 3 người mới đến được vài ngày chưa kịp hòa nhập cũng là một quyết định đặt ra nhiều dấu hỏi. Nhìn chung, nỗi thất vọng từ các nhân tố ngoại và những màn trình diễn trên sân phản ánh một phần nguyên nhân thất bại của Hà Nội Fan Club. Họ có sự tính toán để chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường AFC Champions League. Tuy nhiên, Hà Nội Fan Club có lẽ đánh giá chưa đúng về độ khó của sân chơi này, cũng như chất lượng của những phương án tăng cường sức mạnh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.